hệ thống thời trang FM Style hân hạnh tài trợ chính bản tin này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị, một tuần trôi qua thật nhanh, hôm nay chúng ta lại được gặp nhau trong bản tin tuần của kênh truyền hình Phật giáo QCB do Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam thực hiện. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 26 tháng 8 năm 2022 có những Phật sự nổi bật đáng chú ý như sau. Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022. Trường Phật học Quảng Nam khai giảng năm học mới. Nông Sơn bổ nhiệm sư cô Thích Nữ Hạnh Đoan làm trụ trì chùa Viên Quang. Phóng sự chùa Trà Nam điểm tựa tâm linh cho bà con Phật tử xã Duy Vinh. Tiếp đến là phần tin về công tác khuyến học của các chùa trên địa bàn tỉnh. Cuối chương trình là phần tin Phật giáo quốc tế. Ba Lan, đại lễ Vu Lan Phật lịch 2566 tại chùa Nhân Hòa. Sau đây là phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị, chiều ngày 22 tháng 8 năm 2022, tại văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, chùa Đạo Nguyên, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã tổ chức phiên họp sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2022. Phiên họp với sự chủ trì của Hòa Thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, cùng Chư Tôn Đức thành viên Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Văn phòng Giáo hội tỉnh tham dự. Phát biểu khai mạc tại cuộc họp, Hòa Thượng Thích Thiện Thành mong muốn tất cả các thành viên Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đoàn kết, hòa hợp để các Phật sự 6 tháng cuối năm được thành tựu viên mãn, nhất là việc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 trong thời gian đến. Thay mặt Văn phòng Ban Trị sự tỉnh, Đại Đức Thích Thắng Thiện, Phó Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã báo cáo công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2022. Theo báo cáo, nhiều Phật sự được Giáo hội tỉnh hoàn thành như tổ chức 6 điểm kiết giới an cư, tổ đình Tịnh Độ thành phố Tam Kỳ và tổ đình Trúc Thánh thành phố Hội An dành cho chư tăng, chùa Bảo Thắng thành phố Hội An, chùa Châu Phong thị xã Điện Bàn và chùa Diệu Quang thành phố Tam Kỳ dành cho chư ni hệ phái Bắc Tông và một điểm an cư dành cho chư ni hệ phái Khất Sĩ tại tỉnh xá Ngọc Kỳ, thành phố Tam Kỳ. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã tổ chức thành công trang nghiêm và trọng thể Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2566, phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức thành công Ngày hội Hiến máu tình nguyện. Đối với công tác văn phòng Giáo hội tỉnh, các ban ngành trực thuộc Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cũng hoạt động ổn định. Đặc biệt, Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh tổ chức buổi gặp mặt báo chí 21 tháng 6, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm công tác truyền thông Phật giáo và thực hiện ký kết với công ty thời trang FM Style làm đơn vị tài trợ chính để thực hiện mỗi tuần một bản tin QCB. Tổ chức buổi ra mắt và công chiếu bộ phim ký sự tài liệu Theo bước chân thầy, cuộc đời và đạo nghiệp của Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên. Công tác hoạt động từ thiện xã hội chung tay vì cộng đồng đạt hơn 2 tỷ đồng. Tại cuộc họp, Chư Tôn Đức đã thảo luận đóng góp xây dựng và đề ra phương hướng thống nhất chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm, thảo luận kế hoạch về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 6 2022-2027, thống nhất bổ nhiệm trụ trì và thuyên chuyển tăng ni về các chùa trong địa bàn tỉnh. Trường Phật học Quảng Nam tổ chức lễ khai giảng vào ngày 25 tháng 8 năm 2022. Để đáp ứng tâm nguyện nâng cao trình độ Phật học của tăng ni và cư sĩ của tỉnh, sáng ngày 25 tháng 8, lễ tổng kết phát thưởng năm học thứ 2, khai giảng năm học thứ 3, lớp trung cấp Phật học khóa 8, khai giảng năm thứ 2, lớp trung cấp Phật học dành cho cư sĩ, niên học 2022-2023, đã trang trọng diễn ra tại trường Phật học Quảng Nam, chùa Đạo Nguyên, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ. Phát biểu khai mạc, Hòa Thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Trị sự, kiêm Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Hiệu trưởng Trường Phật học Quảng Nam, có lời niệm ân đến Chư Tôn Đức lãnh đạo, giáo hội các cấp, Chư Tôn Đức tăng ni, giáo thọ sư, giảng viên, cùng quý cấp chính quyền, Phật tử, mạnh thường quân đã tạo nhiều trợ duyên, cũng như tham gia giảng dạy cho nhà trường trong suốt năm học qua. Hòa Thượng Hiệu trưởng Trường Phật học Quảng Nam cũng có lời sách tấn đến toàn thể tăng ni sinh đang theo học tại trường. Chư vị là thành viên của tăng, là chúng trung tôn, người tương lai nhận lãnh sứ mệnh gánh vác trọng trách của giáo hội. Nhân lực của Phật pháp là người thừa tự pháp Như Lai,
Thế nên quý vị cần phải nỗ lực học tập và tu trì giới định tuệ để xứng đáng với danh vị chứng trung tông. Người đệ tử của Như Lai, trong năm qua nhiều việc vậy nhưng tăng ni sinh cũng vượt qua được hoàn thành chương trình học tập mà Ban Giáo dục Trung ương đã đề ra. Thầy tám tháng tinh thần học tập của các tăng ni sinh. Hòa thượng hiệu trưởng đã chống lên hồi trống đánh dấu sự kiện khai giảng năm học thứ 3 lớp trung cấp Phật học khóa 8 và năm thứ 2 lớp trung cấp Phật học cư sĩ khóa 1 niên học 2022-2023 trong niềm hoan hỷ của tất cả mọi người. Báo cáo kết quả dạy và học của nhà trường, Thượng tọa Thích Chánh Huệ, Ủy viên Ban trị sự, Phó trưởng Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Hiệu phó Học vụ trường Phật học Quảng Nam cho biết, chương trình giảng dạy của nhà trường dựa theo chương trình của Ban Giáo dục Trung ương Giáo hội đề ra. Từ sự nỗ lực học tập của tăng ni sinh, cư sĩ Phật tử và truyền đạt tận tình của giáo thọ sư, ban giám hiệu đã xét trao thưởng hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, khuyến khích cho các tăng ni sinh, cư sĩ Phật tử đã đạt thành tích cao trong học tập và phần thưởng về hạnh kiểm, danh hiệu tinh tấn. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, phát biểu chúc mừng và ghi nhận những thành tựu đạt được trong năm qua của thầy trò trường Phật học Quảng Nam. Ban đạo từ Hòa thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã ghi nhận và tán dương công đức ban giám hiệu cùng quý giáo thọ sư đã hoàn thành tốt chương trình giáo dục Phật giáo mà Giáo hội tỉnh nhà đã giao phó. Hòa thượng còn sách tấn, tăng ni sinh và học viên cư sĩ Phật tử ai cũng muốn có vốn liếng của sự hiểu biết Phật pháp, cho nên chúng ta phải luôn cố gắng tinh tấn học tập, hành văn, tư tu để trở thành tu sĩ tương lai, đóng góp cho đạo pháp. Thế theo nguyện vọng của bà con Phật tử trên địa bàn, vào sáng ngày 21 tháng 8 năm 2022, nhằm ngày 24 tháng 7 Nhâm Dần, Ban trị sự Phật giáo huyện Nông Sơn long trọng tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm sư cô Thích Nữ Hạnh Đoan đảm nhận chức vụ trụ trì chùa Viên Quang, thôn Khánh Bình, xã Ninh Phước để trông coi, quản lý, điều hành ngôi Tam Bảo. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm trọng thể với sự chứng minh tham dự của chư tôn đức Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, huyện Nông Sơn, tăng ni Phật tử các tự viện trên địa bàn huyện cùng đại diện lãnh đạo huyện ủy huyện Nông Sơn, địa phương sở tại. Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Trúc Ngộ, Ủy viên Ban trị sự tỉnh, Trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Nông Sơn, Trưởng ban tổ chức đã khái quát sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của chùa Viên Quang cũng như quá trình hành đạo của sư cô Thích Nữ Hạnh Đoan. Quyết định bổ nhiệm trụ trì đã kịp thời đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của đông đảo tín đồ khu vực huyện Nông Sơn và các khu vực lân cận. Đại đức Thích Viên Quán, Phó Thư ký kiêm chánh Văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh, đã công bố quyết định số 13 ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm sư cô Thích Nữ Hạnh Đoan giữ chức vụ trụ trì chùa Viên Quang. Hòa thượng Thích Hạnh Nhẫn, Phó Ban trị sự kiêm Phó Ban tăng sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam đã trao quyết định đến sư cô Thích Nữ Hạnh Đoan. Sư cô Thích Nữ Hạnh Đoan thế danh Hồ Thị Minh Thức, sinh năm 1988 tại Đại Hồng, Đại Lộc, Quảng Nam. Năm 2006, sư cô xuất gia tại chùa Bảo Thắng, thành phố Hội An, với bổn sư là Cố Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Hạnh. Sư cô đã tốt nghiệp cử nhân Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2019, sư cô được bổn đạo chùa Viên Quang cung thỉnh về hướng dẫn tu học tại đây. Trong giờ phút trang trọng thiêng liêng đảm nhiệm trụ trì chùa Viên Quang, trước sự chứng minh của mười phương chư Phật và Đại Tăng, con xin nguyện suốt đời phụng thờ ba ngôi Tam Bảo tối tôn, trong mỗi tâm niệm việc làm đều vì sự xương minh của đạo pháp và lợi lạc nhân sinh. Con xin nguyện đến nơi đây với tinh thần phụng sự, học hạnh lắng nghe để hiểu và thương, cùng với chính quyền nhân dân địa phương xây dựng cuộc sống tốt đời đẹp đạo. Đại diện chính quyền, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nông Sơn, phát biểu nêu cao vai trò của ngôi chùa Viên Quang đối với đời sống tâm linh và văn hóa của người dân. Bà bày tỏ mong muốn ngôi chùa sẽ đóng góp sức mình trong công cuộc xây dựng đời sống vật chất tinh thần của địa phương trong thời gian đến, thể hiện tinh thần tốt đời đẹp đạo của Phật giáo. Hòa thượng Thích Hạnh Nhẫn, ban đạo từ, tán dương công đức và đánh giá cao sự phát triển của Phật giáo huyện Nông Sơn trong những năm gần đây. Như tôi mong rằng sư cô hãy lấy giới luật làm nền tảng cho sự tu hành và sự hoàn dương giáo pháp của mình. Sư cô lấy phương châm của giáo hội là kỷ cương và
để làm một kim chỉ nam cho việc hành đạo Hoàng Dương tại nơi quận tận này. Hòa Thượng mong muốn sau khi chính thức trở thành trụ trì chùa Viên Quang, sư cô Thích Nữ Hạnh Đoan sẽ nỗ lực hướng dẫn Phật tử tại đạo tràng ngày càng phát triển, kêu gọi Phật tử tại địa phương một lòng hộ trì chánh pháp, hộ trì sư cô trụ trì, xây dựng ngôi chùa ngày một trang nghiêm, đồng thời cảm ơn các cấp chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi cho Phật giáo huyện nhà được phát triển. Vào sáng ngày 17 tháng 8 năm 2022, nhằm ngày 20 tháng 7 năm Nhâm Dần, vừa qua tại chùa Hòa An, thành phố Tam Kỳ, môn đồ Pháp Quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ Huý Nhật tưởng niệm lần thứ 32 ngày cố Hòa Thượng Thích Từ Ý, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Hòa An, Viên Tịch. Buổi lễ được tổ chức trang nghiêm với sự tham dự của Hòa Thượng Thích Nguyên Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Hòa Thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Hòa Thượng Thích Thiện Toàn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng cùng chư tôn giáo phẩm Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni và Phật tử trong và ngoài tỉnh tham dự. Sau khi trang nghiêm cử hành lễ cúng ngọ tại Chánh Điện, chư tôn Đức đã quang lâm niềm hương, tưởng niệm trước giác linh đài, tưởng nhớ công đức hóa độ của Ngài. Nhiều thế hệ Tăng Ni và Phật tử, những người hữu duyên được học với Ngài đã vân tập về chùa Hòa An, cùng đốt nén tâm hương, tưởng niệm bậc ân sư khả kính, người thầy của nhiều bậc thầy với lòng thành kính và tri ân vô hạn. Sinh thời trong cuộc đời hành đạo, Hòa Thượng đã đem hết tâm lực, trí lực và sức lực phục vụ cho giáo hội. Năm 1960, Hòa Thượng đảm trách sứ mệnh phát triển chi hội Phật học Tam Kỳ, tạo tiền đề cho quá trình lớn mạnh của Phật giáo thành phố Tam Kỳ và các huyện lân cận sau này. Năm 1964, Hòa Thượng đảm nhận trưởng ban kiến thiết và vận động xây dựng cơ sở trung học Phật giáo Quảng Tín. Năm 1970, Hòa Thượng còn đảm nhiệm chức vụ đặc ủy xã hội tỉnh Quảng Tín và năm 1977 là chánh đại diện Phật giáo huyện Tam Kỳ, nay là ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Tam Kỳ. Thuận lý vô thường, vào lúc 1 giờ 25 phút ngày 21 tháng 7 năm Canh Ngọ, nhằm ngày 9 tháng 9 năm 1990, tại chùa Hòa An, Ngài Thâu Thần Thị Tịch, trụ thế 72 tuổi, tròn 30 hạ lạp. Bảo tháp của Ngài được tôn trí tại chùa Từ Quang, phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Thưa quý vị, hòa trong không khí đại lễ Vu Lan, mùa xuân của Phật giáo, mùa chư tăng ni thêm tuổi hạ. Sau 3 tháng kiết hạ an cư, vừa qua tại chùa Hòa Mỹ, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành đã trang nghiêm tổ chức lễ báo ân, tri ân, mừng thọ và an vị tôn tự 18 vị La Hán, với sự tham dự của đông đảo đạo hữu Phật tử trong và ngoài huyện Núi Thành. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2566, dương lịch 2022, chùa Hòa Mỹ, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành tổ chức lễ báo ân, tri ân và mừng thọ với sự tham dự của đông đảo đạo hữu Phật tử trong và ngoài huyện Núi Thành. Quang lâm chứng dự có Hòa Thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Hòa Thượng Thích Minh Trí, Ủy viên Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện Chủ chùa Báo Ân, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cùng chư tôn đức tăng ni đến từ các từ viện trong và ngoài huyện Núi Thành. Tại buổi lễ, Đại đức Thích Quảng Hiền, Phó Ban Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo huyện Núi Thành, trụ trì chùa Hòa Mỹ đã dâng lời tác bạch mừng khánh tuế đến nhị vị hòa thượng. Đại đức thay mặt toàn thể chư tôn đức tăng ni dự lễ, nói lên lời báo ân huấn dục của ân sư. Mùa Vu Lan báo hiếu chính là dịp để hàng đệ tử báo ân đến những người thầy khả kính. Tiếp đến, đại diện cho hàng hậu tấn đã dâng quà mừng khánh tuế đến chư vị hòa thượng. Ban đạo từ, Hòa Thượng Thích Thiện Thành đã chia sẻ đến toàn thể hội chúng về công ơn cha mẹ, ân nghĩa sư đồ, qua đó nhắc nhở hàng Phật tử tại gia phải làm tròn chữ hiếu, hàng đệ tử xuất gia phải tinh tấn tu học để đền đáp công ơn huấn dục của thầy tổ. Ngài tán thán công hạnh của Hòa Thượng Thích Minh Trí, người con quê hương Đức Quảng, đã che chở bảo bọc bao thế hệ tăng sinh quê nhà. Oai đức của Ngài cũng đã phủ cho tất cả các tăng ni sinh nương nhờ học tập và hôm nay trở về trong bình yên. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, đền ơn và báo ơn thì người tu sĩ hôm nay cũng như người Phật tử hiện diện hôm nay là đệ tử của Phật thì tứ trọng ân, tức là ân cha mẹ,
cho tôi hình hài. Tất cả mọi người chúng ta ngồi đây ai cũng có cha có mẹ, chúng ta cũng là cái sự hiện diện của cha mẹ hôm nay. Cả những người có cha có mẹ, những người không cha không mẹ thì cũng hiện diện nơi đây, vì chúng ta là thân của cha mẹ. Và cha chúng ta đi đâu thì có cha mẹ chúng ta ở đó. Và mỗi mùa Vu Lan về thì chúng ta lại tưởng nhớ đến những hình ảnh của người cha người mẹ thân thương, và chúng ta muốn đền ơn báo đáp. Trong lễ tri ân, ban tổ chức đã có những phần quà mừng thọ đến phụ mẫu của Chư Tôn Đức, quý đạo hữu cao niên sinh hoạt tại chùa Hòa Mỹ, và trao 27 suất học bổng đến các đoàn sinh vượt khó học giỏi tại các đơn vị gia đình Phật tử trong huyện Núi Thành. Cuối buổi lễ là chương trình văn nghệ do các ca sĩ khách mời, các đoàn sinh gia đình Phật tử huyện Núi Thành biểu diễn cúng dường nhân mùa Vu Lan báo hiếu. Sáng ngày 21 tháng 8 năm 2022, nhằm ngày 24 tháng 7 nhâm dần, chùa Hòa Mỹ, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành đã trang nghiêm tổ chức lễ thỉnh tôn tượng 18 vị La Hán an vị tại khuôn viên chùa với sự tham dự của Chư Tôn Đức Tăng Ni và đạo hữu Phật tử xa gần đồng cầu nguyện. Đại Đức Thích Quảng Hiền, Phó Ban Trị sự, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo huyện Núi Thành, trụ trì chùa Hòa Mỹ, đã cung thỉnh Hòa thượng Thích Phước Minh, Phó Ban Trị sự, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Hòa thượng Thích Minh Trí, Ủy viên Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện chủ chùa Bảo Ân, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni Quang Lâm Chánh Điện tác lễ thỉnh Chư La Hán an vị. Tại chánh điện, nhị vị hòa thượng Niêm Hương Bạch Phật, trì chú Phổ Am, sái tịnh đàn tràng, trong tiếng niệm chú vi diệu, Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng đạo hữu Phật tử đã nhiễu quanh 18 tôn tượng La Hán và tôn tượng 4 vị thiên vương. Nhị vị hòa thượng sái tịnh kim thân tôn tượng, thỉnh chư vị thập bát La Hán cùng tứ thiên vương giáng lâm ngự tòa. Tôn tượng thập bát La Hán, mỗi tượng cao 2 mét, bằng đá nguyên khối và điêu khắc tinh xảo, được các đạo hữu Phật tử phát tâm hỷ cúng. Với vườn tượng La Hán, khuôn viên chùa Hòa Mỹ sẽ trang nghiêm hơn, là nơi chiêm bái hành lễ của tín đồ Phật tử thập phương. Tiếp đến là nghi lễ cúng ngọ, trai tăng cúng dường, tiến cúng thí thực nguyện cầu âm siêu dương thới, mọi Phật sự chùa Hòa Mỹ được viên thành. Dịp này, chùa Hòa Mỹ đã tặng 150 suất quà, mỗi suất gồm một bao gạo, một thùng mì và phong bì tiền mặt cho các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Các suất quà do Hòa Thượng Thích Minh Trí vận động tài trợ. Thưa quý vị, Giáo hội Phật giáo của tỉnh với phương châm đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội đã nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình trong tuyên truyền vận động tăng ni Phật tử tham gia tích cực các hoạt động nhân đạo, từ thiện, khuyến học, khuyến tài, làm cho giới trẻ hiểu hiếu học, khuyến học là truyền thống tốt đẹp của người dân Đắc Quảng nói riêng và người Việt Nam nói chung. Trên tinh thần đó, vừa qua, các chùa trên địa bàn Quảng Nam đã đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài nhằm giúp các em vươn lên trong học tập và cuộc sống. Sáng ngày 20 tháng 8 năm 2022, chùa Linh Bửu, thôn Thạch Tân, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ đã trao tặng 150 suất quà khuyến học cho học sinh xuất sắc tại địa phương. Những suất khuyến học này do Hòa thượng Thích Thanh Tân, trụ trì tổ đình Linh Quang, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tài trợ hàng năm. Tham dự buổi lễ có Đại Đức Thích Viên Hải, trụ trì chùa Linh Bửu, xã Tam Thăng, cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Dung, đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Tam Thăng, hiệu trưởng trường mẫu giáo Hoa Sen, ông Huỳnh Kim Ta, trưởng ban nhân dân thôn Thạch Tân, quý Phật tử trong ban hộ trì Tam Bảo chùa Linh Bửu, cùng 150 đoàn sinh gia đình Phật tử, thanh thiếu niên Phật tử và học sinh. Đại Đức Thích Viên Hải đã chuyển lời nhắn nhủ của Hòa thượng Thích Thanh Tân đến các em học sinh Phật tử, mong các con tiếp tục chăm ngoan học giỏi hơn nữa trong năm học mới. Phát biểu cảm tưởng khi được nhận quà khuyến học, em Hồ Thị Thanh Hà, sinh viên trường Đại học Sư phạm thành phố Huế bày tỏ: "Hôm nay con và các bạn rất vui mừng và xúc động khi nhận được sự khích lệ từ những phần quà khuyến học hàng năm của Hòa thượng Thích Thanh Tân, viện chủ chùa Linh Quang, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Với những phần quà ý nghĩa, tình cảm từ Hòa thượng đã tiếp sức cho chúng con có thêm niềm tin sức mạnh để phấn đấu trong học tập, đạt được kết quả cao trong các kỳ thi, sau này sẽ trở thành công dân có ích cho xã hội." 150 suất quà khuyến học được trao cho học sinh xuất sắc tại thôn Thạch Tân, xã Tam Thăng và đoàn sinh gia đình Phật tử, thanh thiếu niên Phật tử chùa Linh Bửu, mỗi suất trị giá 300.000 đồng tiền mặt. Chiều ngày 14 tháng 8 năm 2022, nhằm ngày 17 tháng 7 nhâm dần, chùa An Khánh, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức trao quà khuyến học cho các em học sinh có thành tích học tập xuất sắc tại địa phương với tổng kinh phí là 30 triệu đồng. Tham dự buổi lễ trao quà khuyến học có Đại Đức Thích Thông Thiện, trưởng ban thông tin truyền thông huyện Phú Ninh, trụ trì chùa An Khánh, huynh trưởng Nguyễn Cường,
Nhuận Trung, trưởng phân ban gia đình Phật tử huyện, ông Võ Thành Tâm, thôn trưởng thôn Trường Lộc cùng các em học sinh và đoàn sinh gia đình Phật tử. Phát biểu tại buổi lễ, Đại Đức Thích Thông Thiện đã tán dương những kết quả học tập của các bạn học sinh. Đại Đức cũng bày tỏ kỳ vọng các em cố gắng học tập để đem đến những kiến thức của mình đóng góp cho xã hội. Đây là hoạt động từ thiện nằm trong hoạt động thường niên của chùa nhằm trưởng dưỡng lòng từ bi, thương yêu của người con Phật cũng như tạo điều kiện cho các bạn trẻ tiếp xúc với Phật giáo. Tại buổi lễ, Đại Đức Thích Thông Thiện cũng đã có phần quà khuyến học trao tới gia đình Phật tử huyện Phú Ninh. Đại diện gia đình Phật tử huyện, huynh trưởng Nhuận Trung, Nguyễn Cường đã đón nhận và gửi lời tri ân đến Đại Đức, trụ trì. Công tác khuyến học, khuyến tài luôn có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với sự nghiệp giáo dục, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển nhiều mặt trong đời sống dân sinh. Trong chuỗi các hoạt động của gia đình Phật tử và góp phần phụng sự xã hội, sáng ngày 18 tháng 8 năm 2022, nhằm ngày 21 tháng 7 năm Nhâm Dần, tại chùa Tắc Viên, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Ban huynh trưởng gia đình Phật tử chùa đã tổ chức buổi gặp mặt, tuyên dương, khen thưởng đoàn sinh và các em vượt khó học tốt trong năm học vừa qua. Tham dự có Chư Tăng, Ni, nguyên là đoàn sinh gia đình Phật tử Tắc Viên, đang tu học và hành đạo ở nhiều nơi về hội ngộ. Đại diện phân ban gia đình Phật tử huyện Thăng Bình cùng ban hộ trì Tam Bảo, huynh trưởng đoàn sinh gia đình Phật tử chùa Tắc Viên qua các thời kỳ. Về phía quan khách có ông Nguyễn Hữu Hiệp, chủ tịch hội khuyến học huyện Thăng Bình, ông Trần Ngọc Phước, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Bình Phục, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã, ông Nguyễn Phúc, chủ tịch hội khuyến học xã cùng đại diện chính quyền địa phương. Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ và lễ đoàn, huynh trưởng Thị Phương, tức Lê Văn Mười, liên đoàn trưởng gia đình Phật tử Tất Viên đã phát biểu khai mạc, nhấn mạnh hàng năm ban huynh trưởng khen tặng cho các em có những thành tích tốt bằng nỗ lực chân chánh, việc làm chân chánh với mong muốn thành quả học tập của các em luôn tiến bộ để góp phần mang lại lợi lạc cho gia đình và xã hội. Đại diện phân ban gia đình Phật tử huyện, hội khuyến học huyện và lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Bình Phục cũng phát biểu biểu dương, động viên ban huynh trưởng và đoàn sinh gia đình Phật tử Tất Viên với tinh thần và ý thức xã hội cao đã có nhiều đóng góp tích cực về một xã hội học tập, góp phần xây dựng các phong trào địa phương, an sinh xã hội và văn hóa cộng đồng, làm tốt đời đẹp đạo. Thay mặt Chư Tăng Ni, từng là đoàn sinh của gia đình Phật tử Tất Viên, về tham dự buổi gặp mặt lần này, Đại Đức Thích Vạn Bảo chia sẻ tâm sự đầy niềm hỷ lạc. Nay nhìn các bạn đoàn sinh, chúng tôi nhớ về một thời sinh hoạt gia đình Phật tử, nhớ những hội trại rất nhiều cảm xúc và kiến thức bổ ích, tự hào về mảnh đất Bình Phục nói chung và thôn Tất Viên nói riêng. Có thể nói là mảnh đất có bề dày về truyền thống văn hiến và tâm linh. Trong địa bàn thôn có đến hai ngôi chùa và truyền thống hiếu học, thì thôn Tất Viên lâu nay được biết đến là một làng giáo, nơi quy tụ và xuất thân ra nhiều bậc thầy từ nhiều thời đại trước, và hiện tại làng này cũng có nhiều người làm nghề giáo viên hơn các nơi khác. Đó là tiền đồ tốt cho thế hệ đến hôm nay cần nuôi dưỡng phát huy. Với tinh thần vì thế hệ trẻ trung tâm nguyện khuyến học khuyến tài, Chư Tăng Ni, các tổ chức xã hội, các mạnh thường quân thông qua chương trình này đã đóng góp trợ duyên nâng bước cho các em hiện diện nơi đây chuẩn bị bước vào năm học mới bằng tình tài, sách vở gồm 85 suất cho các giải thưởng và thành tích mà các em đã đạt được. Niềm vui của buổi gặp mặt là sự nhiệt thành cộng đồng, trách nhiệm đạo đời vì một xã hội học tập, là thực hiện học tập việc vun trồng trí tuệ thiện nghiệp theo di huấn duy tuệ thiện nghiệp của chư Phật. Thưa quý vị, chùa là nơi nuôi dưỡng niềm tin vào giáo lý của Đức Phật, vừa thiêng liêng vừa thân thiết gần gũi, nên trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, chùa chiền được xây dựng khắp mọi nơi. Không chỉ là công trình kiến trúc, nghệ thuật, chùa cũng là nơi thể hiện lòng hiếu thảo, nguyện vọng, báo đáp công ơn sinh thành, nơi báo tứ trọng ân, là điểm tựa văn hóa tâm linh của người dân. Sau đây, xin mời quý vị theo dõi phóng sự Chùa Trà Nam, điểm tựa tâm linh cho bà con Phật tử xã Duy Vinh do nhóm phóng viên QCB thực hiện. Chùa là một biểu tượng thiêng liêng thấm sâu vào lòng dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa, như nước thấm sâu vào lòng đất. Do đó, dù đã trải qua mấy ngàn năm thăng trầm, thịnh suy, nhưng hình ảnh ngôi chùa vẫn mãi hiên ngang, hiện hữu trong lòng người dân Việt. Chùa Trà Nam, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũng như vậy. Dù trải qua bao thăng trầm, nhưng vẫn đứng vững là một trong những điểm tựa tâm linh của người dân địa phương thôn Trà Nam, nay là thôn Hà Nam, xã Duy Vinh. Đêm nằm nghe trống Trà Sơn, chuông ngân Trà Kiệu, Phật đồng Trà Nam.
chùa Trà Nam được xây dựng bắt đầu từ một pho tượng. Pho tượng Phật này được các vị tiền hiền của làng phát hiện trên mảnh đất này. Bà con nhân dân trong làng cất một ngôi chùa nhỏ bằng tranh tre nằm bên bờ sông Bàn Thạch, cạnh một cây dúi già. Năm 1841, khi sông Bàn Thạch bị sạt lở, ngôi chùa được di dời cách bờ sông khoảng 500 mét. Bà con góp công sức và của cải để lập một chùa nhỏ mái lợp tôn, tường xây táp lô trên mảnh đất được hiến cúng của mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Luận. Dù chùa chỉ là am nhỏ che tạm bởi các vật liệu thô sơ, nhưng người dân trong làng vẫn thường xuyên đến sinh hoạt lễ bái hằng ngày. Chính vì vậy, chùa Trà Nam trở thành nơi hội tụ tâm linh tín ngưỡng của người dân trong làng từ những ngày đầu thành lập. Năm 2011, Đại Đức Thích Thông Minh được bà con Phật tử xã Trà Nam cung thỉnh lễ nhập tự về hướng dẫn Phật tử sinh hoạt và coi quản ngôi tự. Từ đây, Thầy đã vận động thiện nam tín nữ khắp nơi cùng với các Phật tử trong làng đã góp công góp của xây ngôi chùa mới khang trang ngay trên nền cũ như hiện nay. Năm 2011, được sự đề cử của giáo hội, Đại Đức Thích Thông Minh sinh năm 1981, quê Hải Lăng, Quảng Trị, xuất gia học đạo với Hòa Thượng Thích Hạnh Niệm, trụ trì chùa Pháp Bảo, thành phố Hội An. Vào năm 1996, sau khi tốt nghiệp lớp cử nhân Phật học khóa 6, Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Đại Đức đã phát nguyện về đây đảm nhận trụ trì, hướng dẫn Phật tử tu học, cũng như từng bước xây lại công trình chùa Trà Nam. Chùa Trà Nam trước đây chỉ là một cái thảo am, và trên cái mảnh đất của bà Phật tử cũng là mẹ Việt Nam anh hùng tại địa phương tên là Nguyễn Thị Luận đã hiến đất xây chùa vào năm 2009 và 2010 là bắt đầu là khởi công xây dựng. Thì trong những năm đầu chúng tôi được sự tin tưởng các cấp giáo hội cho phép về đây hướng dẫn cũng như bổ nhiệm, thì bên cạnh đó được sự ủng hộ hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi của các cấp chính quyền từ huyện Duy Xuyên cho đến xã Duy Vinh cũng như là thôn Trà Nam cũ và hiện tại là thôn Hà Nam, thì các cấp chính quyền luôn tạo điều kiện thuận lợi và mọi cái tổ chức các khóa lễ sắc vòng cũng như những cái đại lễ thì luôn luôn quan tâm và tạo điều kiện. Tại xã Duy Vinh, bà con xem chùa Trà Nam như là một trong những trung tâm văn hóa đặc thù, nơi diễn ra các sinh hoạt mang tính giáo dục định hướng cho người dân. Vào các dịp lễ lớn của Phật giáo và đất nước, chùa cũng tích cực thực hiện nhiều hoạt động từ thiện xã hội với ý nghĩa nhân văn cao đẹp trên tinh thần ích đạo lợi đời, hộ quốc an dân. Hàng năm đến mùa Phật đản, chùa còn tổ chức diễu hành xe đạp kính mừng Phật đản, đặt vòng hoa viếng hương tại nghĩa trang liệt sĩ xã Duy Vinh nhằm mang lại ý nghĩa cao đẹp, nâng cao ý thức của Phật tử và cộng đồng về môi trường sinh thái, ủng hộ phương tiện di chuyển không khí thải, giúp gìn giữ và duy trì một môi trường sống trong sạch và lành mạnh cho thế hệ hôm nay và mai sau. Trong giai đoạn đại dịch COVID-19 diễn ra, chùa đã tích cực tham gia công tác phòng chống COVID-19 bằng hình thức tổ chức tặng hỗ trợ máy đo thân nhiệt, khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, nước uống, suất ăn cho các chốt chặn, các chùa đang thực hiện cách ly trong địa bàn huyện Duy Xuyên. Điều đáng mừng là ngày 14 tháng 8 năm 2022, nhằm ngày 17 tháng 7 Nhâm Dần vừa qua, chùa đã trang nghiêm tổ chức lễ rót đồng đúc tôn tượng chư vị Bồ Tát để an trí tôn nghiêm tại Đại Hùng Bảo Điện chùa Trà Nam. Theo lời của Đại Đức Thích Thông Minh trụ trì chùa Trà Nam, công trình tạo sự tôn nghiêm nơi cửa thiền, góp phần làm cảnh quan ngôi chùa thêm khang trang, phục vụ đời sống tâm linh cho bá tánh thập phương. Đây không chỉ là thành công đức của chùa, mà là sự thương tưởng của chư tôn đức tăng ni và Phật tử đã gia hộ và độ trì Tam Bảo. Bên cạnh những thuận lợi và thuận duyên thì chùa Trà Nam cũng còn gặp khó khăn, đó là hiện ngôi chùa này nằm trong khuôn viên đất khiêm tốn, chỉ vỏn vẹn 620 m² tổng diện tích đất, không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của bà con Phật tử ngày càng đông thêm. Lúc đầu chúng tôi về đây thì trên diện tích của chùa chỉ có 502 m², sau đó thì
chúng tôi vận động đạo hữu Phật tử địa phương cũng như đạo hữu Phật tử gần xa và mua thêm của ông Nguyễn Đình Trương là 127 mét đất. Và đến bây giờ thì tổng diện tích của chùa thì được 629 mét. Nhưng với cái diện tích như vậy thì một ngôi chùa với cái sự tín đồ đạo hữu Phật tử tham gia thì không đủ diện tích để sinh hoạt. Nhưng bên cạnh đó thì hiện tại là có cái đường DH4 mở đi ngang mặt tiền mặt bên hông của chùa, nhưng mà nhà nước kêu gọi chúng tôi phải hiến 132 mét đất để mà phục vụ cái công tác dân sinh xã hội. Chúng tôi thiết nghị thì đó là cái khó khăn, thì cũng mong muốn cái vấn đề là chùa Trà Nam với ngày một phát triển thì các cấp chính quyền tạo điều kiện, và sau đó thì chúng con cũng xin nhờ quý vị trong các cấp giáo hội tỉnh Quảng Nam cũng như là huyện Duy Xuyên tạo điều kiện liên hệ để cho nhà nước có một cái chủ trương như thế nào đó để cho chùa Trà Nam di dời đến một cái điểm mới để có một cái không gian sinh hoạt rộng rãi hơn, cũng như là xây dựng những cái cơ sở nó gọi là đủ cái không gian, đủ cái khuôn viên cho tín đồ Phật giáo các nơi cũng như là tại địa phương về tu tập. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Mong sao tâm nguyện của thầy trụ trì cùng Phật tử chùa Trà Nam được hoàn thành như sở nguyện, để ngôi Phạm Vũ Trà Nam huy hoàng phát triển trang nghiêm hơn trong tương lai, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tu tập của hàng cư sĩ Phật tử tại gia cũng như các em thanh thiếu niên Phật tử. Nơi đây vẫn mãi là chốn đi về thân thuộc, điểm tựa tâm linh của người con Phật, biết lấy từ bi trí tuệ để soi đường chỉ lối đến bờ giải thoát giác ngộ. Sau đây chúng ta tiếp tục đến với phần tin quốc tế. Thưa quý vị, sau 2 năm hạn chế vì dịch COVID-19, chiều ngày 12 tháng 8 năm 2022, tại chùa Nhân Hòa, cội Okawasawa, Ba Lan và Trung tâm Văn hóa Tâm linh Việt Nam tại Ba Lan, tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2566, dương lịch 2022. Tham dự đại lễ có đại sứ Nguyễn Hùng cùng phu nhân và một số cán bộ đại sứ quán, đại diện Hội người Việt Nam tại Ba Lan, đông đủ Phật tử và bà con yêu đạo Phật tại Okawasawa và các vùng lân cận đã đến dự. Mở đầu buổi lễ, Đại Đức Thích Trung Đạt, trị sự chùa Nhân Hòa đã thực hiện nghi thức niệm Phật cầu gia bị. Đại sứ Nguyễn Hùng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ba Lan đã có lời chúc mừng đại lễ. Đại sứ và Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ba Lan, đại diện chùa Thiên Phúc có những lãng hoa chúc mừng thầy và các Phật tử chùa Nhân Hòa. Phật tử Khánh Tâm đã đọc lời cảm niệm về ân đức sinh thành của cha mẹ. Tiếp đến là nghi thức cài hoa hồng. Các cháu thiếu nhi mang những lẵng hoa đi đến từng người và giúp họ cài hoa lên ngực. Không khí buổi lễ thật cảm động với nghi lễ dâng trà. Những người con dâng lên cha mẹ những chén trà với tình cảm đầy yêu thương và thành kính. Các ca sĩ cộng đồng đã làm buổi lễ thêm phần ý nghĩa khi cất lên những bài hát ca ngợi các bậc sinh thành. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Những người con đất Việt xa quê luôn nhớ về đất mẹ, nhớ về những bậc sinh thành đang còn ở quê hương, nhớ về cha mẹ đã về nơi chín suối. Đại Đức Thích Trung Đạt có bài pháp thoại về ý nghĩa mùa Vu Lan. Cuối buổi lễ, Đại Đức cùng bà con Phật tử trang trọng cầu kinh Vu Lan, cầu mong các bậc sinh thành đã ra đi được siêu thoát và cầu an cho bà con cộng đồng. Hệ thống thời trang FM Style hân hạnh tài trợ chính bản tin này. Bản tin QCB hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý chư tôn đức, Phật tử và công ty thời trang FM Style đã đồng hành chương trình này. Kính chúc chư tôn đức, tăng ni an lành, mọi Phật sự đều hanh thông viên mãn. Xin kính chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.